Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Ăn nhiều táo tàu lợi cho sức khỏe không? 6 loại người này có thể siêu ăn ra bệnh. Từ trước đến giờ, mỗi ngày một quả táo giúp tránh xa bác sĩ. Câu này đã được coi là một câu thần chú sức khỏe của nhiều người. Cùng độ phổ biến cao với táo còn có táo tàu. Có một câu nói rằng, người ăn 3 quả táo tàu, 100 tuổi vẫn chưa thấy nếp nhăn. Vì vậy có thể thấy, táo tàu có giá trị dinh dưỡng rất phong phú. Theo quan điểm của y học cổ truyền, táo tàu có thể dưỡng huyết an thần, điều hòa sức khỏe và rất thích hợp cho người tỳ suy thực tiểu, thiếu năng lượng và nóng nảy sử dụng. Ăn táo tàu có hại gì không? Câu trả lời là không, ngay cả khi có cũng không liên quan đến bản chất táo tàu. Vì vậy, ăn táo tàu vẫn có rất nhiều lợi ích. Vậy, những lợi ích của việc ăn táo tàu là gì? Lợi ích 1. Xương chắc khỏe. Táo tàu giàu canxi, ăn thường xuyên có thể ngăn ngừa loãng xương. Đặc biệt là phụ nữ trung niên có thể ăn lượng táo tàu thích hợp để dự phòng loãng xương. Lợi ích 2. Bảo vệ gan thải độc. Trong táo tàu có chứa hàm lượng sắt cao, ăn thường xuyên có thể đóng vai trò giải độc gan. Bạn muốn bảo vệ gan thải độc nên sử dụng táo tàu ngâm nước để uống hàng ngày. Lợi ích 3. Tốt cho lá lách và dạ dày. Y học cổ truyền cho rằng táo tàu tốt cho lá lách và dạ dày. Nhóm người này hàng ngày có thể ăn khoảng 7 quả táo tàu để tiến hành bảo dưỡng. Nếu đi kèm với hiện tượng tiêu chảy, có thể ăn cùng với đẳng sâm và bạch truật. Lợi ích 4. Tốt cho dạ dày và bổ não. Trong y học cổ truyền, táo tàu thường được sử dụng như một sự kết hợp của thuốc khi xuất hiện tình trạng thuốc có tác dụng kích động mạnh hoặc gây kích ứng nặng. Chúng chủ yếu có tác dụng bảo vệ lá lách, dạ dày và bổ não. Lợi ích 5. Giảm cholesterol. Táo tàu chứa flavonoid và dầu vitamin. Những chất này có tác dụng làm mềm các mạch máu và thúc đẩy tuần hoàn máu. Nếu bạn sử dụng táo tàu chưng nước uống cũng có thể làm giảm cholesterol. 6 nhóm người này tốt nhất đừng nên ăn táo tàu. Thứ nhất, trẻ em. Chức năng dạ dày của trẻ em tương đối yếu, táo tàu khó tiêu hóa. Trẻ em ăn vào sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Thứ hai, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt hay bị sưng chân và sưng mắt, không nên ăn táo tàu. Bởi vì ăn táo tàu sẽ làm trầm trọng thêm chứng phù. Thứ ba, người loét miệng. Người bị loét miệng không nên ăn táo tàu, vì táo tàu tính đấm, ăn vào sẽ làm tăng mức độ loét. Thứ tư, ho nhiều. Ho nhiều đờm không thể ăn táo tàu, bởi vì ăn táo tàu có thể gây ra đờm và sinh ra ẩm, sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Thứ năm, bệnh nhân tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường không thể ăn táo tàu, bởi vì táo tàu có hàm lượng đường cao, ăn vào đường huyết tăng cao. Thứ sáu, người có dạ dày không tốt. Những người có một dạ dày xấu không nên ăn táo tàu, bởi vì chất xơ trong vỏ táo tàu cao, khó tiêu hóa. Những loại đồ ăn thức uống không nên ăn khi đói, vị trí số 1 hầu như ai cũng mắc phải. Khi đói, nhiều người thường ăn ngay thức ăn có xung quanh mà không hề do dự. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm, đồ uống ăn lúc đói sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Các loại đồ uống không nên uống khi đói. Thứ nhất, sữa. Nhiều người thường uống sữa hay sữa đậu nành khi đói, nhưng thực tế đây là một hành động sai lầm. Sữa rất giàu chất dinh dưỡng và chứa nhiều protein, thế nhưng khi uống vào lúc đói, cơ thể sẽ không thể hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng đó, gây ra sự lãng phí về dinh dưỡng thực phẩm. Cách chính xác nhất để uống sữa là uống khi ăn bánh mì, bánh quy hay các thực phẩm khác. Thứ hai, rượu.
uống rượu đã có hại, nhưng uống rượu khi bụng trống còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Uống rượu khi bụng trống thường xuyên sẽ khiến niêm mạc đường tiêu hóa bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng tiêu hóa thức ăn và sau đó sẽ gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn như viêm lết dạ dày, chứng hại đường huyết càng thêm trầm trọng. Thứ ba, trà. Trà rất giàu caffeine và catechin, có vai trò nhất định trong việc hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, uống trà khi đói sẽ khiến dịch vị dạ dày bị pha loãng, gây cản trở tiêu hóa và thậm chí gây ra hiện tượng say trà với các biểu hiện như đánh trống ngực, chóng mặt, đau đầu. Các thực phẩm không nên ăn khi đói. Thứ nhất, thực phẩm lạnh. Thực phẩm lạnh bao gồm các loại đồ uống lạnh, kem hay các loại thực phẩm để lạnh khác. Thông thường đã gây kích thích lên niêm mạc đường tiêu hóa và chúng sẽ tác động mạnh hơn nếu ăn lúc dạ dày rỗng. Trong khi đó, niêm mạc đường tiêu hóa bị kích thích có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe như đau dạ dày, tiêu chảy, vân vân. Thứ hai, khoai lang. Khoai lang rất giàu chất xơ, carbohydrate, và đây là loại thực phẩm thường được nhiều người chọn lựa khi đói bụng. Tuy nhiên, ăn khoai lang lúc đói là một sai lầm. Nguyên nhân là do trong khoai lang có chứa nhiều chất nhựa và axit tannic. Ăn khoai lang lúc đói sẽ kích thích tiết ra nhiều axit dạ dày, gây cảm giác khó chịu như ở nóng, cồn cào và thậm chí là đau dạ dày. Thứ ba, kẹo, thực phẩm nhiều đường. Khi đói, chúng ta rất dễ bị hại đường huyết nên nhiều người thường ăn bánh kẹo ngọt vào lúc này. Nhưng trên thực tế, loại thực phẩm này không thích hợp để ăn vào lúc đói. Mặc dù kẹo ngọt hay thực phẩm chứa nhiều đường có thể tạm thời làm tăng lượng đường trong máu, nhưng tác dụng không đáng kể. Trong khi đó, tiêu thụ quá mức thực phẩm chứa nhiều đường khi đói sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, dễ gây ra các triệu chứng có hại cho cơ thể. Bên cạnh đó, ăn nhiều kẹo ngọt khi đói cũng rất dễ bị hỏng men răng. Các loại trái cây không nên ăn khi đói. Thứ nhất, quả hồng. Quả hồng có chứa khá nhiều chất nhựa và axit tannic. Các chất này kết hợp với axit dạ dày sẽ dễ dàng tạo thành các cục nhỏ khó hòa tan, dẫn đến chứng khó tiêu. Những cục này nếu có kích thước nhỏ có thể được thải ra đường phân, nhưng nếu lớn thì nó có thể đóng thành sỏi, gây loét dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Thứ hai, cam quýt. Trong cam quýt có chứa nhiều vitamin, đường và các axit hữu cơ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn cam quýt vào lúc đói sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày do trong loại quả này có chứa nhiều axit citric, axit folic, vân vân. Và từ đó, lượng axit trong dạ dày sẽ tăng lên, gây tổn thương dạ dày. Ngoài ra, ăn cam quýt khi đói còn gây ra một số triệu chứng khác như đầy hơi, tràn ngược axit dạ dày. Dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh thận. Bệnh thận là hiện tượng suy giảm chức năng thận khi mà cơ thể bài tiết các chất cặn bã không được triệt để, dẫn đến sự tồn đọng chất độc lâu ngày. Bệnh thận không có biểu hiện rõ ràng nên khó có thể nhận biết. Điều quan trọng khi thận bị suy mà không được chữa trị sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thận có thể ngừng hoạt động hoàn toàn. Điều này rất nguy hiểm vì nó có khả năng gây tử vong. Vì vậy, cần phát hiện sớm để có những biện pháp điều trị kịp thời. Điều gì xảy ra nếu thận bị ảnh hưởng? Vì thận điều chỉnh một số chức năng vô cùng quan trọng của cơ thể, nên khi thận bị bệnh, có thể gây ra rất nhiều vấn đề nan giải. Sự giảm bài tiết và tích tụ các chất thải trong cơ thể dẫn đến buồn nôn và nôn, suy giảm sự hình thành tế bào máu, hồng cầu, dẫn đến mệt mỏi và suy nhược. Nồng độ canxi và phốt pho bất thường gây ra các bệnh xương và canxi lắng đọng trong cơ thể. Huyết áp tăng dẫn đến bệnh tim, tích tụ nước dẫn đến phù và khó thở. Nếu thận bị ảnh hưởng lâu dài, mãn tính có thể dẫn đến tổn thương thận vĩnh viễn và mắc các bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp và một số bệnh di truyền như thận đa nang. Nguyên nhân do đâu?
Bệnh thận là bệnh cảnh lâm sàng của rất nhiều hình thái tổn thương thận do nhiều nguyên nhân gây ra, có khi từ thận như viêm cầu thận, thận hư, thận đa năng, v.v. Nhưng cũng có khi là biến chứng của bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, nhiễm độc thận do thuốc, v.v. Vấn đề đặt ra là bệnh thận thường diễn biến lâm thầm nên có khi phát hiện được bệnh thì đã ở giai đoạn suy thận và cần phải tiến hành điều trị phức tạp hơn. Vậy dấu hiệu nào có thể nhận biết sớm bệnh thận? Những dấu hiệu sau đây bạn nên cảnh giác. Thay đổi khi đi tiểu. Những thay đổi như tiểu nhiều vào ban đêm, nước tiểu có bọt, lượng nước tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường, và nước tiểu có màu nhợt, màu tối, nước tiểu có máu, cảm thấy căng tức hay đi tiểu khó khăn, tiểu buốt, tiểu sắt, v.v. thường gặp trong viêm tiết niệu do sỏi. Mệt mỏi. Những quả thận khỏe mạnh tạo ra một hormone gọi là erythropoietin. Hormone tạo ra các hồng cầu trong máu mang oxy tới các tế bào. Khi thận bị suy sẽ dẫn đến thiếu máu nên sự vận chuyển oxy kém hơn, các cơ và não của bạn mệt đi nhanh chóng. Phù. Thận bị hỏng không loại bỏ được chất lỏng dư thừa nữa, do vậy chất lỏng tích tụ trong cơ thể khiến bạn bị phù ở chân, cổ chân, bàn chân, mặt và tay. Gặp trong bệnh thận hư, viêm cầu thận cấp, mệt, v.v. Đau lưng. Một số bệnh nhân thận có thể bị đau ở lưng hay sườn, gặp trong bệnh sỏi thận gây giãn đầy bể thận hoặc thận đa nang, làm cho các nang ứ nước to lên và gây đau. Ngứa. Khi thận suy, chức năng loại bỏ các chất thải ra khỏi máu kém, sự tích tụ của các chất thải trong máu có thể gây ngứa ở da. Hơi thở có mùi amoniac. Sự tích tụ của các chất thải trong máu do thận lọc kém dẫn tới tăng ure trong máu, được gọi là chứng ure huyết, khiến hơi thở có mùi và người bệnh cảm giác sợ ăn thịt. Hoa mắt, chóng mặt, giảm trí nhớ. Thiếu máu khiến bạn bị hoa mắt, chóng mặt và não không được cung cấp đủ oxy, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Buồn nôn và nôn. Khi ure huyết tăng, có thể gây nên tình trạng buồn nôn và nôn. Thở nông. Đó là do phù các màng trong cơ thể, trong đó có phổi và chứng thiếu máu, do sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy dẫn tới chứng thở nông. Ớn lạnh. Thiếu máu có thể khiến bạn cảm thấy lúc nào cũng lạnh, ngay cả khi bạn đang ở trong phòng có nhiệt độ ấm. Khi có một trong các biểu hiện trên, bạn nên đến khám, làm các xét nghiệm cần thiết khác để sớm phát hiện bệnh và điều trị triệt để, tránh biến chứng suy thận. Làm gì để phòng ngừa biến chứng suy thận? Theo dõi diễn biến của bệnh thận một cách kịp thời, có chế độ ăn uống hợp lý, không uống bia, rượu, không hút thuốc lá, ăn ít thịt, giảm mỡ và tăng cường rau quả, tránh lao động quá nặng nhọc, phòng tăng huyết áp. Nếu bị tăng huyết áp, phải điều trị và kiểm soát huyết áp, điều trị sỏi tiết niệu và hạn chế muối, đề phòng nhiễm khuẩn tiết niệu và điều trị kịp thời viêm nhiễm tiết niệu. Để giúp duy trì thận ở trạng thái khỏe mạnh, chúng ta cần uống đủ nước, từ 2 đến 2,5 lít một ngày. Tập thể dục thể thao mỗi ngày, tránh dùng thuốc không có hướng dẫn của thầy thuốc vì một số thuốc có hại cho thận. Nếu bị bệnh thận mãn tính vô cùng nguy hiểm, khi tiến tới bệnh thận giai đoạn cuối, thậm chí bạn phải áp dụng các phương pháp như thay thận hoặc chạy thận nhân tạo. Vì vậy, hãy giữ cho quả thận luôn khỏe bằng một lối sống lành mạnh. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.